nào lại tính lấy đầu nó rồi mà cái nó còn gặp sự nó luôn á. Nó để không làm gì đâu, không có máy nó chỉ chơi đầu bao nhiêu này, bao nhiêu năm không cái tuần nào cái dài một năm cái tử hình mẹ vợ luôn điện không được mày. Chào cả nhà. Chào cả nhà, quay lại kênh Gió Rồng TV cả nhà ơi. Cả nhà ơi, thì bây giờ là mình với Phát lập ra có một ý tưởng mới để kiếm đường phá Huy giống gì cả nhà. Thì cả nhà thì Huy nó đang nằm ở ngoài giọng Lập, nói chung có một cái trò mình không biết có thành công hay không, nhưng mà mình thử đi. Bây giờ Lập sẽ dụ Huy làm một việc và sau đó mình gài Huy cho đi chửi mà không biết có thành công hay không nữa. Hôn luôn đi. Hôn luôn. Hôn. Có cái kèo mình thơm mà không biết có thơm không. Bây giờ cả nhà đợi coi mình làm gì nha cả nhà. Mình sẽ coi có thành công hay không nha cả nhà. Đặt máy đây thấy không ta? Hẹ, kêu nó vô đi, kêu nó vô đi. Kêu nó vô. Đi ra ngoài đi. Ủa? Áo mày đâu ra ta? Mình mép. Ôi. Hầm dữ vậy. Thằng này chết rồi, lòng ăn cái này chết rồi. Rồi. Chết rồi. Mà coi kìa, Quy đi chép lộn với ai kìa. Chép lộn với ai trời. Bạn tôi mới điện nè, nó nói coi. Mới điện tôi nè. Không ạ. La thấy Quy đi với mấy nào chở trên xe tấm ba gì đó, cầm dao cầm búa tùm lum chứ. Mới điện có phát nữa nè. Dạ đúng rồi. Thằng ngày nay dữ dằn ha. Ngon dữ rồi. Xách nguyên cây dao nãy giờ lựa cây dao bự nhất trong nhà. Nè 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 nè, lấy cây dao chạy đi bó tay đi. Nó đi nào vậy? Mới đi cái đẹp nè. Mà điện nó coi. Trời trời chưa. Kìa bỏ. Thấy luôn. Thì bó khỏi nhà nữa. Cái này nó ngon dữ. Quá ngon. Thì ra. Bạn của nó nói nè. Ba thằng rồi ra đòi chém nào lấy đầu nào gì đó. Đúng rồi.
đúng rồi, rồi thẻo ngang cổ con ta nữa. Hỏi nhỏ nhà rồi. Đó, đó, hỏi đó kia kìa. Đó kìa. Bó tay. Sao không nó đi không qua cũng kêu tôi chứ ạ? Kêu gì nó đi, thế này chuyện đó ai biết đâu, bạn tôi điện cũng mới hay chứ tôi có biết đâu. Bởi gì? Con chừng nó đi từ lẹ nào cái gì? Hồi lúc anh đi anh cũng, ta cũng, tôi cũng nghe nó nói gì bữa nay xuống cái gì liều cái này luôn gì đó. Này xuống xác gì nó luôn. Mà ăn gì thôi chết rồi. Làm ai chết rồi, cho cha mẹ nó gửi lên đây cho kêu coi mình coi nó giùm mà giờ vậy rồi sao? Ngọc băng là phải tía gì ghê quá. Bữa nay tôi nói về tôi cho nó đi về dữ luôn. Bữa nay tôi nói về tôi cho nó đi về dữ luôn. Không hiểu là không cổ gì dữ luôn. Nó biết thì tình luôn. Giờ tới gì kìa, tới gì kìa. Ngầu lại tính lấy đầu nó rồi mà cái đâu mục tiêu không thấy. Ừ bả lấy đậu này kìa, mày kìa ngon này kìa. Mày này cứ làm ngon lắm mày. Ngon gì vậy? Mày cầm dao mày đâu vậy? Thì đi lấy đậu nó chứ đâu. Thì đi lấy đậu nó chứ đâu. Lấy đậu ai? Lặng đúng rồi. Vậy giờ bởi tao nói mày nhé, mày giờ mày về đây rồi kiểu này chết rồi mày về dưới đi. Mày đi thằng này thằng kia rồi băng đảng đồ. Tao để nghĩ tao nói với cha mày là mày cho mày mày ngồi mày tới số mày liền đó. Có đâu không đi lại lấy đầu nó thôi mà. Lấy đầu nó về ăn mà. Ăn ăn mắt mày giết mày mày bởi mày con mẹ nó dở tối ngày đâu. Vô mày dọn đồ đi. Nó đi, giỡn đi, không. Mày, mày nó coi thường bà đó. Nó coi thường bà tao đó. Nói chuyện với cha mày. Cha mày gửi mày lên, cha mày gửi mày lên đây mày cho tao ở đây với tao rồi mày giờ mày vậy đó. Bởi gì? Ổng kêu con lấy đầu nó mà. Lấy đầu. Gì? Ai làm gì đâu, đi gỗ gàng nãy rồi xách xe chở 2-3 thằng. Ba thằng luôn. Ba ngáo hả, tao đi bộ đi đâu. Tao mà anh tao mới điện cái rẹt nè. Nó nói bây giờ gặp bằng Quy nó chạy xách cái dao với ba của hàng cầm dao đi đâu á. Đi đâu trời. Ừ, bên gặp bên chợ, bên chạy rẹt rẹt bên. Tao tiện nó rồi, con nói chuyện nó rồi. Đồ lấy đâu. Bạn tao rảnh mới nói chuyện với mày, mày là gì? Mới không? Quy là cái gì mà phải nói chuyện? Không. Quy là cái gì mà phải nói chuyện? Ông kêu tôi lấy đầu hả? Lấy đầu, tao kêu lấy đầu nào? Vô viên thằng này ngộ lắm, bây giờ nó đang nói với chuyện như... Con lấy đầu ai? Gì đâu? Lấy đầu ai? Dao mình có gạn. Dao, ai vô mày tự nhiên đó. Nè nè, bà nè, tao nãy giờ tới đây rồi. Tao mới gì bển, tao kêu bó qua, tao rẹt, nó làm mình đi lấy đầu. Đúng rồi, lấy đầu kêu nó. Ờ, kêu bó gạn mình chạy xiết xiết. Đi vậy đó, đi mà... chạy thiết thiết bởi lấy đầu tao tôi thấy chạy theo tặng dao đi nữa ba thằng ừ tặng dao có đâu dơ con mà dơ tao lao tự nhiên đi nhìn dơ đồ ăn nha mốt mày nó lẽ không đặt chuyện ừ đúng rồi nói mày đặt chuyện ừ không lẽ đặt chuyện mày nó lẽ không đặt chuyện ừ đúng rồi nói mày đặt chuyện ừ không lẽ đặt chuyện vậy 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 đâu dao dao vậy đúng có đâu không kêu con lấy đầu gõ gạn về ăn xít xít lấy đầu về mày vô mày dọn đồ mày về dưới giùm tao luôn đi đi dưới luôn đi là có đâu trời lấy đầu dao nè mà chặt con nè mà ừ cái nè dính lùm lưng dân luôn nè dính gì dính mũ chứ dính dưới trời lấy đầu mày bới thằng này với tôi không được rồi dọn đồ về dưới đi với ba à điện cho ba liền đi chứ tôi thấy chưa nổi nè ông ăn kiếm này cái gì tự con dính mũ này nè chứ mũ mũ cuối với mua gì trời tao điện với cha mày đó lấy đầu ô không làm gì đâu đó giờ không làm gì đi băng đảng với thằng này rồi cầm kia rồi cầm dao rồi búa bó tay luôn gì đó đâu trời không có mà tao điện tao nói hả ai điện con nói chuyện với nó ai đúng rồi đó ai điện chẳng ai không đưa dao mình gõ gạn nó mình gõ gạn nó gì trời đứa nào không nhận mớ gì chạy vô bếp lấy cái sọt nghe tao nghe cái rẻ không cái chạy rẹt của mày tao điện với cha mày bạn tao điện cho liền điện đâu tao điện làm gì đâu tao bắt máy với chị trơn nè bởi tao nói mày bé lớn mày chưa hiểu chưa đời đúng rồi hiểu chưa đời tuổi trẻ chưa trải sự đời bởi vậy bởi vì cả cắn được mà xé dài cuốn lịch nó mới biết
đợi gì cái gì cái gì nhỏ đó của tao, nhỏ đó của tao gì giành giật. Thấy không gài nghe điện thoại không gài. Không gài. Tối ngày trong rừng trong cuốn của quan ai đâu mà. Ý là mày nói nhà thôi. À bà nói nó nói cái nhà bả trong rừng rồi mày đi. Đúng rồi. Ý là bà là đậm giặt đó. Đúng rồi. Ý là bà là đậm giặt đó. Đúng rồi. Đi đâu không đi đâu không à, mày không đi đâu. Không đi đâu giờ cản nhẹ không? Kìa kìa. Không đi. Không đi đâu. Không đi mà vào cẳng rồi kìa. Không đi gì quy hết rồi. Tự nhiên nói thường không. Nhưng mà thấy nó dốc ghi gớm. Rõ ràng thằng nào đâu không đi dân tội con nói chuyện với nó rồi. Thằng bạn tao đó còn gặp xử nó luôn á. Nó đi mình đó đó thấy giờ mổ gặp xử luôn kìa. Đó rồi đó. Đó gặp giờ chém nó giờ hồn chưa. Bà thấy chưa. Nó dốc đâu. Bởi vì làm thiệt tới giỡn đâu. Bởi vì có đâu nó khùng quý vậy. Nó vòng lộn quý vậy. Lộn đi lại nó nói còn mày còn đi ngang mày còn ghê anh năm của gàng đi lại ngang. Hello cầm dao cầm dao hello biết là tao hết biết mày luôn rồi. Tao điện nhà ổng không bắt máy nè mà không mới lên đây mà nó kiếm bằng phí rồi nào tôi không hay luôn. Cũng hay ta không biết điện cho ai nhỏ ở đây mình đứa nào không biết mà sao nó quen nào mày đi chứ nào à? Quen có quen thằng 10 tuổi 11 tuổi chơi nó không chứ quen nào đâu trời mày đi chứ nào à? quen thằng 10 tuổi 1 tuổi chơi nó không chứ quen nào đó chạy. Không, tao tưởng giác mày người gần 11 tuổi chép tao là mày ở tù mấy con ở tù mày tù ao. Đâu trời. Băng đảng đồ. Nó kìa kìa. Kìa cha mày điện kìa. Kìa kìa rồi rồi. Tiêu mày rồi. Rồi cha điện. Không làm gì đâu mà điện. Ủa đâu phải không phải. Ủa. Tao điện nhà cho ông nè, ông không bắt máy chứ ông đi làm gì ông đi ra ruộng hay gì rồi. Có điện thoại ở nhà đồ nó đâu rồi. Rồi mày vô mày ship đồ bỏ vô ba lô đi rồi chiều bắt xe đi về dứ luôn đi chứ tao đây tao không có chứa mày nữa. Mày ở đây lão có chuyện gì rồi cha mày đuổi thừa tao nữa. Bởi vì bởi vì người vừa vừa nó chấp nè vừa nó quan cho người lớn đúng rồi. Thêm mà ông gõ gàng là nó quan cái gì thằng này nó ngáo. Hôm nay vừa mút mày đặt chuyện hay gì. Ờ ông nói ông đặt chuyện hả. Bởi vậy mày ngộ rồi, nó nói chuyện giống như nít vậy, giống như Ben vậy. Phải không Ben? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Ben không trả lời, nó không trả lời là nó kinh Mỹ gì đó. Nó nói kinh Mỹ quy đi. Mày làm ăn chứ chết rồi. Ổng dơ dao con gõ gàng, ổng kêu lấy đầu. Đi lấy đầu về ăn nè. Đâu không? Đầu gì ăn, đi lấy cái đầu gì ăn. Đầu gì ăn? Ừ, đầu gì ăn? Đầu người ta mà ăn. Tự nhiên đi lấy đầu gì ăn. Ừ làm cái đầu óc luôn đúng rồi láo chiếc luôn bởi này nó dấp mà nó khắp đầu bắp chuối đó đầu bắp chuối đâu ra đầu bắp chuối bắp chuối là chuối đầu có đầu, đầu hả bắp chuối là bắp mà con lấy đầu bắp chuối về rồi lấy gà bắp gỏi rồi gõ gàng luôn bắp chuối ơi nó đầu bắp chuối là có đầu thứ hai bắp chuối ừ cái kêu là cái bắp chuối ai kêu là cái đầu chuối kêu lấy đầu nó về mà tao kêu là cả chuối nào có đầu ông chuối nào nói càng nói càng sai bởi con càng nói càng nói càng sai mà bà thấy có gàng không. Tôi có nói dấp ở đâu có ăn đâu, nó nói tụi bậy không à. Đúng rồi. Tôi nghe lời ổng mà. Tao không nghe lời ai hết trơn á. Mày tao biết mày quá mà. Bởi gì? Con người. Có vợ gì đâu biết trời. Mày mà. Trang hồ. Trời bữa nay đặt đi đồ đi lấy đầu người ta nó trời. Đi lấy đầu. Không biết mày biết cái đầu nó nhiêu này, bao nhiêu năm không? Cái dài một năm tự hình mày vợ luôn. Điện ổng không được, mày giờ tao điện cho bà nội mày nè. Điện cho bà nội mày, đang cho bà nội mày đang cả mà nói với cha mày. Điện đi, có gì tôi nói vô cho. Có mà. Ừ. Thôi mà, đừng có điện. Có mà, chứ chứ. Không, tao điện cho bà nội. Thôi được rồi. Cái gì? Thôi được rồi, mất công để từ từ tính chứ mà làm gì chết rồi. Từ tính gì, lỡ nó cái gì, nó ở đây rồi cha nó đổi thừa tôi rồi sao? Ổng kêu ở đây coi nó rồi, rồi giờ nó vậy rồi sao? Bởi vậy, bởi vậy. Thì bây giờ từ từ dạy đi, để tôi dạy cho. Okay. Bà đi, bỏ đi, tôi ra tôi dạy cho. Đúng rồi. Đúng rồi cái đầu của mày á. Đúng rồi mình phải dạy rồi chứ Huy. Đúng mày với mày bà đi bỏ đi đây tôi nói nghe. Luôn giận. Tôi nói luôn nghe. Luôn giận. Nghe nghe đó. Nghe đó. Dễ quá ơi. Bà hốt tôi luôn đấy chưa. Nó đó. Đó đó. Hốt đâu. Cố gắng. Chưa chưa. Má chưa. Dạ trời á. Dạ. Bỏ tao nói mày vậy. Đừng có chút lấy mà đau khổ ý lộn ra đừng có dân đừng có chơi người nói gì vậy nãy giờ ông kêu ông đi mà ờ đúng rồi xong nói ông vậy ủa bà gì ủa ơi ê mày bởi con người của mày không được nói không được
Ôi ơi, đòi hốt luôn, đòi hốt luôn gạch. Ôi ơi, đòi hốt luôn, đòi hốt luôn gạch. Ông nói cái gì? Nói gì? Nói giờ mới thấy được. Có gà đó đi chưa? Thẻo nữa rồi, thẻo tôi luôn rồi. Rõ ràng luôn, rõ ràng luôn rồi, thẻo. Cũng lưng lẹo. Giang hồ. Giang hồ. Đó, giờ giang hồ. Đi theo băng đảng băng bía đòi thẻo mà. Nãy giờ giảm hả? Nói gì? Gì? Ông quay như nè, rõ ràng nè. Quay nào, máy trễ đâu nào tới giờ. Nè. Ông cũng rảnh quá. Rảnh. Quá thiệt. Vô viên thì quá vậy. Mà để nào giờ để quay rõ ràng đi nè. Đúng không? Quá ràng á. Đúng không? Tôi nói cha nó đi. Đúng không? Con đó dạ có gì đâu mà nói gì. Ờ bà này cũng tào lao không? Để kêu nó chặt đi, chặt bắp chú nè. Mày mẹ mày điện là bà nói gì gì bà nói đi. Đúng rồi. Cha điện nè. Kêu lắm. Tối đi. Tối ngày à. Bà đi bà. Bà nói đi. Mày mày biết tàu lên lao là lao không từ cái nhà ông ngoại điện rồi chào cả nhà nghe.